Tin giáo xứ chánh tòa Phú Cường mừng kính trọng thể thánh lễ Đức Mẹ lên trời tại giáo xứ chánh tòa. Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ lên trời được cử hành trọng thể vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2018 tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường do cha chánh xứ An Tôn Hà Văn Minh chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý cha khách đến từ Roma và quý cha trong giáo xứ. Trước khi bắt đầu thánh lễ, đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng nhau rước kiệu Đức Mẹ quanh ngôi thánh đường thân yêu, cùng nhau ngắm mầu nhiệm năm sự mừng. Chia sẻ cùng cộng đoàn, cha An Tôn dẫn đưa mọi người đi vào cuộc đời của Đức Maria. Qua cuộc đời của Đức Maria, cha An Tôn mời gọi từng người hãy luôn chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Mẹ, để noi gương Mẹ luôn đáp tiếng xin vâng cùng Chúa. Hãy noi gương Mẹ, Đức Mẹ lên trời nhưng Mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con người trong từng phút giây của cuộc đời. Đức Mẹ luôn là nguồn hy vọng, là niềm cậy trông của mọi người Kitô hữu, và Mẹ luôn gìn giữ từng người con của Mẹ, sẽ soi dẫn để đưa từng người con của Mẹ về bên Mẹ, về quê trời hằng sống. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Sở An Tôn đại diện cộng đoàn chúc mừng bổn mạng ban thánh tiết của giáo xứ, nhận ngày lễ Đức Mẹ lên trời làm thánh quan thầy, mừng bổn mạng giáo khu La Vang và tất cả các chị em có bổn mạng là Đức Mẹ lên trời. Toàn thể cộng đoàn cũng chúc mừng bổn mạng nhau bằng tràng vỗ tay thật lớn, thật dài. Sau khi nhận phép lành cuối lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui, cùng mừng bổn mạng nhau bằng những cái bắt tay thật chặt, một vòng tay yêu thương cùng những lời chúc tốt đẹp trước khi chào nhau ra về trong bình an.